xòe, múa sạp đều là những điệu múa dân gian độc đáo, mang đến cho con người âm hưởng vui nhộn. Nó vừa mang lại đà bản sắc văn hóa của dân tộc Tây Bắc, mà còn chứa đựng bên đó, sau đó là tình cảm, tốt tích, tâm hồn của con người dân tộc miền núi. Cho nên, xin mời mọi người đón xem tiết mục nhảy sạp của hội phụ nữ bản Nam Đình biểu diễn